Rồi, ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì mở đầu clip thì mình sẽ dành khoảng tầm 15 giây mình giới thiệu cho anh em chính là shop nikka.com của mình nhé. Tại shop có bán vàng, bán nick, bán ngọc, bán bộ mặt sau hoàn toàn tự động uy tín nhé. Các vòng quay may mắn này cho anh em tha hồ mà trải nghiệm này. Các vòng quay hoàn toàn là vòng quay có lãi nha anh em, không có chúc bạn may mắn lần sau nha. Bán vàng, bán nick này, nick tầm trung, nick sơ sinh đều có này, nạp thẻ thì không chỉ chiết khấu này. Anh em mua vàng, mua nick, mua ngọc, mua bộ mặt sau thì cứ truy cập vào shop nikka.com của mình nha. Rồi, ok, hello anh em nhé, chào anh em đến với clip tiếp theo của mình nhé. Như anh em đã biết thì mới giờ trước rồi thì admin đã thông báo gọi là sẽ dừng lại con số may mắn tại NPC Lý Tiểu Nương vào ngày mùng 4 tháng 8 2021 nha anh em. Thì vì cái lý do gì mà admin đã gọi là phải dừng, bắt buộc phải dừng cái gọi là con số may mắn này lại thì như anh em đã biết rồi đấy. Thì ở trước kia thì admin đó là tạo ra con số may mắn thì để cho anh em là vui chơi giải trí này, nhưng tiếp theo thì gọi là các tệ nạn gọi là bung 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 ngọc tại con số may mắn đấy, nhưng mà đó là gọi là dồn một số lượng gọi là argin đấy, đủ tầm 15 triệu thì nó sẽ vào gọi là đánh con số may mắn để mà chuyển ngọc về cái arc chính mà đem đi bán ấy. Thì sau cái tệ nạn gọi là bung biết rồi thì admin đã gọi là fit lại con số may mắn nha, nên là việc bung ngọc thì không còn diễn ra nha anh em. Nhưng mà tiếp theo đó thì gọi là tiếp theo đó thì lại xuất hiện thêm một cái gọi là biến tướng khác về cái con số may mắn đó là các dạng cờ bạc này, như anh em thấy ở đây này, các dạng gọi là các web gọi là chặn lẽ tài xỉu về cái con số may mắn lấy tiết kết quả thử game ấy. Thì các gọi là các website chặn lẻ cờ bạc tài xỉu này bắt đầu này nổi lên này, rất nhiều cái trang web được tạo nên này, nên là thu hút rất nhiều là anh em mà chờ muốn chơi chặn lẻ tài xỉu này. Nên là từ một cái game ngọc dòng giải trí ra thì nó quy ra thành một cái game gọi là cái game cờ bạc tệ nạn nha anh em. Thì như anh em đã biết thôi thì cái game này thì tựa game này thì đa phần là toàn là trẻ trâu chơi game, gọi là cứ gọi trẻ trâu thì hơi quá, thì gọi là các người chơi toàn là lứa tuổi học sinh thôi, nên là việc cái mà từ cái tựa game tuổi thơ cho anh em mà biến thành một cái tựa game mà gọi là cái tệ nạn cờ bạc gọi là chặn lẽ tài xỉu như thế này, thì việc này thì có rất nhiều gọi là anh em mà tố cáo lên bên phía của admin đấy, thì admin gọi là chắc chắn sẽ có gọi là tố cáo rồi. Từ cái game mà chặn lẽ tài xỉu này thì kiểu gì nó cũng phải đóng thôi anh em. Thì từ cái biến tướng mà gọi là sợ thành một game cày cuốc thì trở thành một game cờ bạc thì admin đã quyết định gọi là dừng ngay con số may mắn vào ngày mai nha anh em. Thì như anh em thấy ở đây này, các website dẫn lễ tài xỉu này thì rất là đông người chơi nha, nên là anh em chơi game thì ít mà chơi cờ bạc thì nhiều, nên là việc admin đóng cái dẫn lễ tài xỉu này rất là hợp lý thôi. Với lại cái mấy cái website dẫn lễ tài xỉu này đang ôm rất nhiều vàng, nên là các anh em mà buôn vàng thì rất là kiếm vàng thì rất là khó khăn, nhập vàng thì đã khan hiếm rồi, nên web mấy cái website này thì rất nhiều vàng này, nên là việc mà ôm vàng lên mấy cái website này thì khiến cho anh em dân buôn cũng rất là khó khăn nha. Thì đó là tránh cái tệ nạn cờ bạc thì admin đã quyết định gọi là đóng cái con số may mắn tại NPC Lý Tiểu Nương vào chính xác là ngày mùng 4 tháng 8 2021 nha. Thì gọi là chấm dứt cái tệ nạn đó là cờ bạc chặn lẽ tài xỉu ở trên mấy cái website này này. Thì ở đây thì mấy cái website này, mấy cái server này thì không biết nó chuẩn bị nó sẽ sắp xếp cái gì, nên cái server 2424 này thì lượng người chơi rất là đông nha anh em, nên là và làm một cái website này thì vẫn chắc chắn thì vẫn rất là rất nhiều người chơi rồi. Nhưng mà sắp tới thì admin sẽ có giải quyết như thế nào thì cái này mình đợi bên phía này thôi. Thì tạm thời thì sẽ gọi là dừng con số may mắn này lại đi, để mà gọi là để xem xét cái tình hình này đã. Ok này, thì đợt X2 vừa rồi thì khá nhiều anh em úp này. Thì anh em nào có nhu cầu gọi là muốn mua ngọc, mua vàng thì cứ mua đồ để mà úp, thì anh em cứ lên shop nikka.com của mình mua nha anh em. Vàng ngọc thì giá rất rẻ cho anh em rồi đấy, qua ví thì anh em được x7.5, 7.7 luôn. Thì anh em nào cứ mua vàng, mua ngọc cứ lên shop nikka.com để mua nha anh em.
Rồi thì cứ gọi là muốn mua bùa, mua item thì úp thì cứ lên shop mình để mua ngọc ấy. Thì đảm bảo cho anh em thì nạp thẻ một chỉ dứt khấu vàng ngọc thì giá cực rẻ cho anh em rồi. Thì anh em nào muốn mua vàng ngọc thì cứ lên shop của mình để mua nhé. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp anh em ở các clip tiếp theo nhé. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ trao giải event ngày mùng 3 tháng 8 cho anh em nhé. Thì anh em lưu ý cho mình nha. Thì cứ gọi là comment trên tài khoản shop bên dưới và bắt đầu là like đăng ký kênh rồi bắt đầu tính nó mới tính hợp lệ nha. Thì ở đây mình sẽ lấy bạn như mọi khi, mình sẽ lấy gọi là một bạn nhanh nhất với lại ba bạn ngẫu nhiên nha. Ok, này bạn nhanh nhất vẫn là Duy Nguyễn. Nhanh nhất vẫn là Duy Nguyễn. Thì anh em cứ nhanh tay chat. Ở đây mình sẽ lấy gọi là một bạn ngẫu nhiên với lại một bạn nhanh nhất với lại ba bạn ngẫu nhiên, nên là anh em nào muốn nhận được tiền shop thì anh em cứ chat nhanh tay chat của mình thôi. Cứ nhớ like đăng ký kênh rồi bắt đầu comment nha. Thì nó mới tính hợp lệ nha. Rồi ok, Nguyễn Minh này, không ai biết Nguyễn Minh nào nữa. Ở đây thì rất là nhiều Nguyễn Minh rồi. Ok, chắc là bạn này rồi. Rồi nha, nếu có gì sai sót thì bạn cứ liên hệ lại mình nha. Rồi ok, này chúc mừng bạn Võ Thị Dung này. Thì đang x2 đấy, thì anh em muốn có nhu cầu là mua nick mua vào mua ngọc thì cứ lên shop nickảo.com của mình để mua nha anh em. Rồi nốt bạn nữa này. Ok, này chúc mừng Trinh Lê này. Rồi nha, mình đã trao giải event xong cho anh em rồi đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua nick mua vào mua ngọc mua sao thì cứ lên shop nickảo.com để mua nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye anh em.